Nguyễn Nhi cười gì? Tại sao lại cười bác? Dạ, tại con vui quá. Vui vì sao? Vì con có thể đặt chân lên sân khấu này. Ừ, nhưng mà đây đâu có phải là sân khấu đầu tiên con có mặt đâu, đúng không? Con có mặt ở nhiều sân khấu rồi, đúng không? Con cũng đi diễn ở nhiều chỗ. Bác biết và nhiều người biết là bố con là người Hàn Quốc, mẹ con là người Việt Nam, đúng không? Thế ở nhà thì mình nói tiếng gì? Dạ, ba với mẹ thì nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhưng mà mẹ con thì không có biết được tiếng Hàn nhưng mà nghe là hiểu hết. Rồi ba con cũng hiểu hết tiếng Việt nhưng mà ba con không có biết nói thôi. Mà con nhận ra một sự là ở nhà ba mẹ cũng hay cãi nhau trong một số chuyện về gia đình. Mua xe hay không, mua nhà này hay không, mua sofa này hay không. Không có hiểu cái là ba mẹ cãi nhau hoài như vậy ở trong nhà. Mà lúc con đi ra ngoài cãi nhau với bạn, ba mẹ lại nói không có được cãi nhau. Cãi nhau là tình bạn nó sẽ không có tốt. Nhưng mà về nhà, ba mẹ cãi nhau tinh banh luôn. Con mới nói mẹ, hồi trưa mẹ mới nói là cãi nhau với bạn là tình bạn nó không có tốt. Nhưng mà sao mẹ cãi nhau với ba nữa, cái này là chuyện người lớn. Cái này là chuyện người lớn và đấy cũng là căn bệnh của người lớn. Luôn luôn coi là trẻ con nó không biết gì biết hết. Mà sao con nhỏ mà sao mình nói chuyện này ta thì... Không, mình nói từ nãy giờ mình vẫn nói mà. Mình vẫn nói chuyện này mà. Bây giờ bác đang nghĩ là bên ngồi bên cạnh bác không biết có phải là bà ngoại cố hay không này này. Trời ơi, bây giờ phải đối xử với cô bé này như thế nào đây? Tôi bất lực rồi.